Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách nối liệu của ở công đoạn MT. Trước tiên chúng ta sẽ xác định quận liệu, mã nguyên liệu cần nối và chỉ mang một quận liệu để nối trên một mao, so sánh quận liệu cũ và quận liệu mới được nối thêm xem có giống nhau hay không. Sau khi xác nhận hai quận liệu ở cũ và mới giống nhau rồi thì chúng ta tiến hành ghi chép vào sổ nhật ký thay thế nguyên vật liệu. Chúng ta sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ nhật ký. Ghi thông tin feeder số bao nhiêu, code của quận liệu, part name, lot no, nhà cung cấp và thời gian nối liệu phải rõ ràng. Sau khi ghi chép đầy đủ thông tin sổ nhật ký thay thế liệu LMT, Opichina ghi chép đã xong phải ký tên và xác nhận vào sổ nhật ký. Chúng ta tiến hành cắt 5 EA liệu dán vào sổ nhật ký. Mục đích chúng ta cắt liệu ra để sau là chúng ta sẽ đo ấy. Đo giá trị của linh kiện xem có đúng với giá trị với vị trí gắn linh kiện này hay không. Đúng với code liệu này hay không để chúng ta có thể biết là nó đúng hay là nhầm liệu. Đấy, chúng ta sẽ dán cái dây bóng lên để che quận liệu xuống để cho nó in vào đấy, xong nó mang cho QC đi đo là giá trị linh kiện của nó. QC Line sau khi đo giá trị linh kiện và nhập giá trị đo của từng EA linh kiện xong. Đo xong thì quận liệu đã được xác nhận và sẽ được nối đi nối vào feeder. QC đo thì sẽ ghi đầy đủ cái giá trị của từng từng quan liệu khi hồi nãy mình cắt và để đấy thì họ sẽ phải ghi từng con một. Ở đây có 5 cột tương ứng với 5 giá trị của 5 con liệu. Đo xong thì QC sẽ xác nhận và đưa cho OP để OP nối liệu vào máy. Khi OP nối liệu thì OP sẽ cắt bỏ phần thừa và giữ lại đoạn tiếp ở đầu thì dài dài ra để sau khi cho vào feeder nó bỏ thừa ra mấy con. Tiếp sau đó thì chúng ta sẽ cắt một đoạn đầu của quận liệu mới vào đúng lỗ tiếp. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ nối bằng kìm nên là chúng ta sẽ cắt làm sao mà cho nó giữa một cái lỗ của quận liệu kia, ở quận cũ và quận mới đều phải cắt giữa cái lỗ đấy để cho nó có thể ăn khớp với nhau. Sau đó, tiếp theo chúng ta sẽ cho một tấm nối liệu bằng đồng. Tiếp tiếp liệu bằng đồng nhé, tiếp nối liệu bằng đồng. Chúng ta cho vào kìm, sau đó đặt một đầu của một đuôi đuôi của quận liệu cũ và đầu của quận liệu mới lên. Chúng ta ghim cố định của hai đầu quận liệu vào, sau đó lấy kìm kẹp xuống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dán cái tiếp lên bề mặt trên của quận liệu, vì ở trên đấy có hai cái tiếp nên chúng ta sẽ phải nối vào với nhau để khi lắp vào feeder nó sẽ không bị gián đoạn. Sau đó thì chúng ta bóc cái lớp ni lông ngoài của cái tape vàng vàng nó ra. Đấy, bóc xong thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại xem là tape đồng nó có dính vào cuộn liệu hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ phải dí nó lại, kẹp nó lại, hoặc là bấm bấm để cho nó dính lại với nhau ấy. Đấy, bấm thật mạnh vào. Vừa nãy là các bạn đấy nó bấm nó hơi yếu tay. Sau đó chúng ta miết lên cái tép vàng này để cho nó bám chặt vào cái tép tép liệu ở trên. Đấy, sau chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Đấy, nó dính như 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 thế kia là ok nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cuốn gọn cái quần liệu này vào. Dán label xác nhận.
Sau đó thì khi nối liệu xong thì OP sẽ kiểm tra lại thông số vendor, feeder và coder liệu xem có đúng với cái feeder list hay không. Sau đó QC line sẽ check và ký tên. Tổ trưởng cũng sẽ ký vào đó. Tổ trưởng cũng sẽ phải kiểm tra lại và xác nhận ký vào đó. PQC. PQC cũng là người kiểm tra lại và ký vào đây. Đấy, vậy là kết thúc video. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để mình tiếp tục ra những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.